cầm vũ khí khổng lồ. Không mà vũ khí khổng lồ được có mỗi cái ulti được cái gì? Thằng Anivia hồi nãy nó không có siêu mình còn ức hiếp được, còn thằng này là không có ức hiếp được đâu. Thôi. Mày cầm cầm man phai mày chỉ tao cách thắng con Kama đi thi. Chỉ với. Làm sao win được thằng này? Ôm trụ thôi. Ôm trụ thành công tôi, ôm trụ thành công. Ti ri ti ri ti ti. Được tin em gái mình, chiếc thuyền như vỡ đôi. Chết cha, hình như mình lấy, mình không lấy tăng 5% giá cái cấp. Ây da, chị cha vừa mới vô trưởng rồi. Ừ, để lan đi. Để lan đi bạn. Đúng rồi, để lan đi, đúng rồi. Tôi thích cách đánh của bạn. Chỉ mất miếng máu là bị căng nhỉ. Chịu tôi miếng máu thôi. Đéo đâu căng. Ông chủ tới chết. Ông cứ pick ông Willa là ngon. Ông pick tướng counter là ngon đâu. Quan trọng là rừng. Win hộ lan tôi cái. Chơi vậy hả? Vậy đi về. Mua cái này cho nó nhiều mana. Lên chơi với bạn. Tay le luôn chứ để làm gì. Sao đánh đi, rip đánh không? Rip đánh không? Đó, thấy không? Nói rồi. Nè, quý nè. Siêu rồi sao? Đợi đến nè. Quý tiếp nè. Ông thắng lan hộ tôi cái. Lên level 6 ngáo ngáo giết luôn. Bao nhiêu mana? Được bao nhiêu mana? Mày làm cái gì? Trưởng đi. Trưởng. Ê, giờ thì thua. Giết họ.
Rồi. Như nào? Mày luôn. Như nào? Ôi mất con rồng nước. Ủa trời, con rồng nước nữa chứ. Chơi làm sao đây? Để lan hộ. Nè. Lên giết hộ bố mày cái. Lên giết hộ bố mày cái. Tuổi ra. Nãy thì con chim, giờ tới con này. Coi như xong bạn rồi, giờ bạn lấy cái gì bạn đi. Lấy cái gì bạn đi nữa. Hey, được lắm đi Sen. Cướp chết cụ nó đi. Dòng cái thứ cứt dịch. Cứt dịch nè, mày làm cái gì? Cứt dịch. Thằng cứt dịch. Ê, con xe. Ôi, tí nó mất con xe. Sao cứt dịch? Đúng rồi, đánh đi. Cứt dịch. Mày tưởng mày cầm kéo tơ anh mà mày ngon hả? Anh độc thắng luôn rồi nè, giờ sao? Mày tưởng mày cầm kéo tơ mà mày ngon. Tướng tay dài ôi thấy rồi nha, thấy rồi đi chân cái nè, chết hậu, chết hậu sao chết cũng gì sao, ở lại luôn, ở lại luôn, để lan đi, không để lan đi, à, không không để thôi đi về đã win rồi, chơi bời gì nữa. Mũi dày vô coi. I'm moving as fast as I can. Hay coi không? Trời, cái team này mà để tôi xanh một tí nữa ulti đẹp là xong rồi. Giờ sao? Muốn chơi nữa không? Mày cũng muốn chơi nữa không? Anh chơi với mày. Mày chịu tới Tết. Đánh thường nữa nè, đánh thường đi, đánh đi, đánh đi. Đánh mạnh lên. Yếu quá. Ta tính rồi, đâu có ai ngu cho ông cấu máu đâu. Cái này người ta gọi là thả thính đấy. Cái này người ta gọi là thả thính. Thả thính đấy. Một thanh niên đấp thính. Thả thính ghê quá. Thả thính cho bạn lao lao nhau nhau lên. Cái tông ulti là vỡ mồm liền. Thôi lùi bạn này.
I'm moving as fast as I can. Ôi, ông ra vét, ông lướt bóp thằng Ari luôn rồi. Đấm cái gì nữa? Thằng đấy là cái thằng ganh mình. Nó ganh mình nên mình phải giết nó cái đã. Máy trước mặt ngài mày chán sống à? Thôi, tìm hiệp dâm. Tôi giáp tâm linh thì tôi thích thì đánh nhau trong trụ này. Đánh nhau trong trụ này. Không qua gì. Thích cái gì? Ây da, nổi chỉ chết kìa. Rồi xong rồi. Không sao. Lee Sin. Chắc không có chết đâu rồi, thằng này chắc không chết đâu. Chắc không chết đâu. Chắc không chết đâu rồi, đứng yên luôn, chết được còn gì nữa. Ông Lee Sin không cục súc. Tàn hình quá. Nó sút chừng cái bay lại chỗ cũ. Rồi. Thôi, đánh gì nữa, nghỉ đi. Chơi bời gì nữa. Tâm đết chỉ phải được acid. Team mình xanh là được rồi. Acid, acid sủng làm cái gì. I'm moving as fast as I can. Going. Biết lẽ xong đẩy đường nó nhẹ lên nào mà.
Ôi ôi, ông lên giáp tâm linh. Ôi, cái ma full tăng, trời ơi, hỏi sao. Nãy giờ không có nhìn đồ. Mày full tăng này, mày trưởng tao hộ cái, trưởng đi. Full tăng thì giờ anh không quan tâm mày luôn. Không quan tâm chi danh luôn, hứa. Nãy giờ tưởng nó lên đam. Để anh lao thẳng cho anh đập trụ luôn. Đép đi. Ai cho mày giết? Lầy vậy luôn đó. Chạy. Chết rồi. Đù. Thằng này ngon. Mày được. Mày được đấy, 1-0. Mày được. Dám khoe thông thạo với đại ca, mày được. 1-0. Bố láo thiệt. Mà bà đấy cũng nhiều mana nhỉ. Không lên đồ mana mà cũng nhiều mana phết nhỉ. Xem có chỗ ai bể trước này. Chỗ ai bể trước này để win. Chỗ mày bể trước chắc. Sao cứu ta le lên đi phá trụ. Đi đi về làm gì nhau. Đợi gì đi. Lấy cái mẹ gì chết. Ê cứu. Giờ mày sao? Giờ mày như nào? Hay sao? Mày thích bố láo không? Bố mày hồi siêu rồi này. Giờ mày như nào? Xúc giật đâu rồi? Xúc giật. Như nào? Đấm nhau. Đấm solo mày. Đấm solo hút máu. Ê! Đúng thiệt chứ lầy. Lầy mấy này mà là quá lầy luôn. Nó hồn mana rồi. Chơi như vậy nó mới vui. Thắng bà nó rồi mấy ông cố gắng cái gì. Thằng này nó cũng mua thủy kiếm rồi. Không, trụ tôi bẻ là tôi thắng nó rồi. Quên trụ nó bẻ là tôi thắng nó rồi. Ông biết nguyên nhân tại sao, ông biết vì sao đi xin nó lại bờ hơn hai lại bờ không? Ông giải thích cho tôi tại sao đi xin nó hơn hai lại bờ. Nếu ông nói được á, thì ông đang hiểu cái gì để đi đâu. Ông nói tôi nghe nè. Bây giờ tôi cũng chia sẻ, muốn học hỏi kinh nghiệm này không? Tại sao ông chỉ đi chăn bò, bò không đi, cầm cái roi thật to. Đó rồi, lên chơi tiếp không? Anh em mình đang chơi vui mà.
ấy da, trời ơi mít xe kìa. Xe nó cũng lên tay băng giá để đồ nhái nhau hả mày. Bạn đi tư tăng chưa? Bạn đó rồi. Ê da, đâu ra thằng này vậy? Vay kìa. Không đẹp là xong liền. Đó thấy không? Tông đẹp là được. Quý rồi. Không chết, có Sona ra búp rồi. Tham cái nhà quá. Không tham được cái nhà nữa. Thằng này nó cũng lên tăng. Cuộc sống thiệt. Ê, team mình quăng lại rồi kìa. Thôi, tập trung anh em ơi, đừng quăng nữa. Tập trung, quăng rồi. Tại sao hơn nó hơn đường 2 level, ông còn không biết đâu nhỉ? Coi, ông coi đầu chưa? Ông coi như thế nào chưa? Hay là ông chỉ coi được cái khúc cuối vậy thôi? Té. Ôi, đi farm. Mẹ tự nhiên team nó chạy ra nó fit rồi thằng đó, nó có mạng thì nó farm đừng lẹ. Đứng nghiêm nó farm trong khi Lee Sin nó đi ra, chừng chừng đó thì đứng nó fit. Ê, quăng nha. Ngon ăn đi. Anh đứng đây nè. Ăn hộ. Ôi, tính ăn Baron hả? Bất giỡn. Thằng rừng không có ở đấy, lấy cái gì mà ăn. Rừng gần chết rồi. Nó không có mặt đúng nơi đúng lúc là được rồi. Dĩa ba chạy là bị căng vậy, bắn cái gì mà bắn, ăn win thôi. Ê, mua nhầm, tiếng nó mua nhầm, giáp lửa chứ. Trong khi tôi thọt hơn, tôi vẫn né tránh được đi xin và tôi gan bóp, gan tớp, gan mít, mít hai mạng, bóp hai lần đó. Là một khi là
lôi đi, lôi đi. Mày tính R đi đâu? Gì gì? Teo. Ê, chết giờ Lucian. Này, hậu thể. Đề bắn cả thế giới. Quá xanh. Win à. Win nữa rồi. Ái à. Thôi giờ đi đi mít đi rừng đó, đổi gió thôi, gọi cơm ăn á. Công thi